nhạc. Tổ quân kỳ quân nhạc là biểu tượng sức mạnh của lực lượng vũ trang, được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập trường, mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên khi đưa công tác, học tập, lao động và thể hiện sự chính quy hùng mạnh của lực lượng công an nhân dân. Vào các buổi sáng thứ hai đầu tuần và các ngày lễ lớn, khi tiếng nhạc, tiếng trống vang lên, đã thôi thúc mạnh mẽ tinh thần của thầy và trò trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6, tự hào vì truyền thống vẻ vang của trường, của ngành và của dân tộc. Đang tiến vào lễ đài là đội Hồng Kỳ, gồm các đoàn viên thanh niên xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, đóng góp một phần không nhỏ vào phong trào chung của nhà trường. Trong năm học vừa qua, có 12 học viên đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa, 30 học viên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 5 học viên đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi, môn chính trị, pháp luật, 3 giải nhất của cá nhân và tập thể trong các giải liên hoan võ thuật công an nhân dân và đạt giải nhì giải bóng đá các trường công an nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là trung đội 1, đại diện cho chuyên ngành cảnh sát vũ trang bảo vệ trại giam. Từ những năm tháng còn chiến tranh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng công tác vũ trang bảo vệ trại giam luôn được đảm bảo, ngăn chặn không để phạm nhân trốn trại hay gây ra các vụ bạo động. Đến nay, lực lượng cảnh sát bảo vệ trại giam vẫn phát huy vai trò xung kích, bảo vệ các chốt, mục tiêu an toàn, không để phạm nhân trốn, chống phá trại giam, chống trả cán bộ. Năm học vừa qua, chuyên ngành cảnh sát vũ trang bảo vệ trại giam đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và các phong trào đoàn. Đang tiến vào lễ đài là trung đội 2, chuyên ngành cảnh sát bảo vệ các trại tạm giam. Trong những năm gần đây, số lượng phạm nhân trong các trại tạm giam ngày càng tăng với thành phần phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, có âm mưu trốn khỏi nơi giam, thực hiện hành vi phạm tội. Nhiệm vụ của lực lượng này là tuần tra, canh gác, bảo đảm tuyệt đối an toàn các trại tạm giam, xử lý dứt điểm các tình huống đột xuất trong các trại tạm giam. Năm học vừa qua, đã có 3 tập thể và cá nhân được Tổng cục 3 tặng giấy khen, 20 cá nhân được hiệu trưởng tặng giấy khen về các hoạt động, học tập và tham gia các phong trào đoàn. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ chuyên ngành giáo dục và cải tạo phạm nhân. Đây là những nhà sư phạm tương lai với trái tim nhân hậu, ý thức trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm. Những cán bộ tưởng như chân yếu tay mềm, thực tế đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác trại giam, đã làm thay đổi bao số phận, hoàn lương bao cuộc đời lầm lỡ. Họ là chiến sĩ cảnh sát nhân dân đương thời, cũng là những người thầy, người cô trong môi trường giáo dục lại. Thật vinh dự và tự hào biết bao khi họ đã và đang làm những công việc đầy ý nghĩa, góp phần vào trang sử vẻ vang của dân tộc, của ngành công an. Đang tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động, là lực lượng có nhiệm vụ trấn áp, giải tán các vụ chống đối tập thể, chống người thi hành công vụ, làm gieo, bạo loạn. Trong tình hình hiện nay, khi mức độ chống đối của các đối tượng bị giam giữ ngày càng tăng lên, manh động hơn, quyết liệt hơn, tiềm ẩn những nguy cơ đối với sự an toàn của trại giam, tính mạng, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động được đào tạo xử lý dứt điểm, nhanh chóng các tình huống đột xuất trong đơn vị, cũng như hỗ trợ các đơn vị bạn khi có nhu cầu. Tại trường, họ được đào tạo rất công phu về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ. Lễ đài là trung đội 3, đại diện cho chuyên ngành cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Đây là lực lượng tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ bắt, áp giải, dẫn giải bị can, bị cáo, người làm chứng, bảo vệ phiên tòa, quản lý kho vật chứng và thực hiện các hoạt động điều tra theo chức năng của cảnh sát hỗ trợ tư pháp, thực hiện giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp. Đây là chuyên ngành đầu tiên được tuyển sinh và tổ chức giảng dạy tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6, góp phần đảm bảo cho các hoạt động tố tụng đạt kết quả tốt. Đang tiến vào lễ đài là trung đội 4, đại diện cho chuyên ngành quản lý đối tượng trong trại tạm giam, nhà tạm giữ. Trọng trách của họ là quản lý nghiêm ngặt các phạm nhân, các bị can, bị cáo trong các trại tạm giam, các đối tượng đang bị tạm giữ, không để các đối tượng trốn khỏi nơi giam. Bên cạnh đó, họ cũng phải làm tốt công tác giáo dục để các đối tượng này nhận rõ lỗi lầm, thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ của họ thật vinh quang, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Năm học vừa qua,
chuyên ngành quản lý đối tượng trong trại tạm giam, nhà tạm giữ đã đạt nhiều thành tích đáng kể. Một bằng khen của Tổng cục 3 về phong trào đoàn, 6 giấy khen của hiệu trưởng về các hoạt động thi học sinh giỏi và tham gia các phong trào đoàn. Đang tiến vào lễ đài là trung đội 5, đại diện cho chuyên ngành trinh sát trại giam. Đây là lực lượng nòng cốt trong các trại giam, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá, chống trại giam, phạm tội mới và những hành vi vi phạm nội quy, quy chế trại giam của phạm nhân. Trong những năm gần đây, số lượng phạm nhân trong các trại giam ngày càng tăng với thành phần phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm, luôn có âm mưu hoạt động chống phá trại giam. Do vậy, đòi hỏi phải có một lực lượng trinh sát vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, am hiểu tâm lý phạm nhân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đang tiến vào lễ đài là khối đoàn thể, đại diện cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ và công đoàn nhà trường. Ngay từ khi trường mới thành lập, đội ngũ đoàn thể đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho phong trào nhà trường, tổ chức cho đoàn viên thanh niên nhà trường nhiều hoạt động lành mạnh, bổ ích, có ý nghĩa như các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giọt máu nghĩa tình, các hoạt động tình nghĩa như về nguồn, thương người như thể thương thân, ủng hộ thiên tai lũ lụt, hiến máu nhân đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đội ngũ các đoàn thể vẫn không ngừng lớn mạnh về cả lượng và chất, đóng góp một phần không nhỏ cho sự lớn mạnh của nhà trường. Kính mời đồng chí thứ trưởng cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ. Thank you.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, hòa chung không khí phấn khởi chào đón năm học mới và kỷ niệm lần thứ 30 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của hàng triệu thầy giáo, cô giáo, sinh viên, học sinh trong cả nước. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, hôm nay Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu tới dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Bộ Công an. Tới dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị V11, V12, V22 Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Cục X12, X13, X14, X15, X19, X25, X33, X35, X36, X37, X38, X39, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, đại diện lãnh đạo các cục H43, H44, H45, H50, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân, Cục Tham mưu Chính trị, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hà Nam, đại diện Ban Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Ban Giám hiệu Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1, Trường Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Nhân dân, Trường Văn hóa 1 Bộ Công an, đại diện Ban Giám thị Trại giam Phú Xuân 4, Trại giam Thanh Xuân, Trại giam Xuân Nguyên, Trại giam Hoàn Tiến, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an thị trấn Văn Giang, xã Phùng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng 379, Công ty Thái Sơn, Công ty Đông Đô, Công ty Thương mại Nam Hà. Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá, phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Duyên, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên và toàn thể học viên nhà trường. Tới dự và đưa tin về buổi lễ trọng thể này còn có các đồng chí phóng viên truyền hình Vì An ninh Tổ quốc, báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thủ đô, báo Giáo dục Thời đại. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của đồng chí Thứ trưởng, của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và cùng toàn thể các em học viên. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá, phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Duyên, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học viên thân mến. Hôm nay, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013.
Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin nhiệt liệt chào mừng 1.326 học viên khóa K5 hệ chính quy tập trung đã về tự trường, gia nhập ngôi nhà chung T51 thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, năm học 2011-2012 đã khép lại với nhiều thành tích và cũng còn không ít vấn đề cần phải tiếp tục trăn trở, suy nghĩ và giải quyết. Được sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, sự quan tâm sâu sắc của các đơn vị, cơ quan chức năng của Bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, cơ bản đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Công an, tạo những bước chuyển biến vững chắc, từng bước đưa nhà trường phát triển đi lên. Phong trào thi đua dạy giỏi, học giỏi tiếp tục được nhà trường tổ chức bài bản, chặt chẽ, có sự hưởng ứng tích cực của các thầy, cô giáo và học viên. Trong năm học đã có 57 giáo viên thực hiện các nội dung dạy giỏi, trong đó 43 giáo viên đạt giáo viên có giờ dạy giỏi, 11 giáo viên được công nhận đạt bài dạy giỏi cấp khoa bộ môn, 3 giáo viên đạt bài dạy giỏi cấp trường. Nhà trường đã cử 2 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung cấp Công an Nhân dân, một đồng chí đạt giải nhất, một đồng chí đạt giải nhì. Hội thi học sinh giỏi đều được học viên và trường năm tháng khen tham gia. Kết thúc hội thi có 9 tập thể và 29 cá nhân đạt các giải cao các môn chính trị, pháp luật và ngoại ngữ. Những kết quả trên đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, đồng thời góp phần quan trọng trong việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo,